Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái phần bài tập 1 và 2. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở hai bài, đó chính là bài số 3 và bài số 4 em nha. Ta sẽ đi sang là bài số 3. Cho năng trụ đứng ABCD, A', B', C', D' có đáy ABCD là hình thang vuông. Ở đây hình thang vuông thì chúng ta không thể đưa về hình bình thành được các em nha. Vuông ở đây cụ thể là tại A và B. Biết ở đây là AA' đây là bằng 2A, cái đường cao của nó ha. AD, AB bằng BC là bằng A. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình ra. AB bằng BC thì bằng A thôi. Có đúng không nào? AB bằng BC bằng A. Chứng tỏ hai này bằng nhau, AB bằng BC bằng A này. AD ấy sao? Xin lỗi em. Thằng đó phải là nét đứt chứ. Thầy là vẽ bằng nét liền rồi. Vẽ lại phía bên đây. Đây là AB này. Thằng này là BC nè. Thằng này là AD thì chứng tỏ phía trong thì nó phải nét đứt. Đó. Đó. Thì chính là A, B, C, D. Ở đây là A, ở đây A và thằng này 2A này. Đúng không? Đấy. Ok. Từ đây chúng ta sẽ giống lên. Mày chắc chắn là nét đứt. Ta đưa thước cho nó chuẩn. Đó nè. Từ đây chúng ta giống bên đây. Chúng ta nối hai này lại nữa là ok. Rồi, chứng tỏ đường này và nét liền. Rồi, có hình như vậy, đúng chưa? Như vậy đây chính là A phẩy, B phẩy, C phẩy và đây là D phẩy. Như vậy đây chúng ta có A phẩy là bằng thằng này là 2A này. AD bằng 2A, 2 này bằng A ở đây. Ở đây cụ thể là chỗ này sẽ vuông, vuông ở A ở đây và vuông ở B ở đây. Thì chứng tỏ bên đây vuông ở đây vuông. À, tiếp tục, bây giờ người ta yêu cầu như này. Tính độ dài đoạn thẳng AC', AC' là thằng này. Đó. Các em hiểu không? Để tính độ dài đoạn AC' á, để tính độ dài đoạn AC' thì bây giờ á, chúng ta phải có ở trong cái tam trong tam giác, trong tam giác ở đây phải nối anh AC lại nữa thì mình tính được em. Đúng chưa? Như vậy thì cái thằng này 2A thì chứng tỏ CC' này cũng là 2A. Có CC' này. Nếu ta tính được A, AC nữa thì cái anh AC' này sẽ tính được nè. Phải không? Như vậy để tính AC' thì chúng ta sẽ đi tính AC. Thì trong tam giác vuông ABC vuông tại B nè. Thì theo Pythagore thì ở đây AC bình phương sẽ bằng là AB bình cộng BC bình. Như vậy đây bằng A bình cộng A bình thì thằng này sẽ bằng 2A bình. Từ đây em ta suy ra AC này sẽ bằng căn bậc 2 của 2A bình sẽ bằng là A căn 2 của 2.
Như vậy thằng AC này sẽ chúng ta tính ra được cái đường chéo này sẽ bằng A căn 2 cộng 2. Có thằng này rồi, có thằng này rồi thì chúng ta sẽ tính ra được AC phẩy bằng trong cái tam giác ACC phẩy, đúng không? ACC phẩy ở đây sẽ theo thầy đố em là vuông tại đâu? Thầy đố em là tam giác này vuông tại đâu nè? Đó chính là tam giác này nó sẽ vuông tại C. Có phải cái đường cao này, cái đường cao này nó luôn luôn là vuông góc với mặt đáy này, nó vuông tại C nhé. Thằng này vuông tại B, vuông tại đâu thì chúng ta phải ghi rõ nha. Theo Pythagore ta có là gì em? Vuông tại C thì khi đó là AC phẩy bình phương có phải là bằng AC bình cộng cho CC phẩy bình không? Đấy. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra A phẩy AC phẩy sẽ bằng căn bậc 2 của AC bình phương cộng CC phẩy bình phương. Ta thế số vô. Như vậy AC phẩy bình phương thì ở đây hồi nãy chúng ta sẽ tính đây ra là A bình 2A bình phương cộng CC phẩy thì chứng tỏ đây là 2 bình phương là bằng ở đây là 4A bình phương căn 2 của 6A bình phương. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là A căn 2 của 6. Xong. Hiểu không? Xong câu A đấy. Đây câu A này em, ta làm hai bước này là ra. Ở câu B, tính tổng diện tích các mặt của hình lăng trụ. Tính diện tích các mặt của hình lăng trụ này thì nó gồm có mấy mặt? Ở đây cụ thể là có 4 mặt, có 6 mặt. Hai mặt đấy thì chúng ta tính một mặt thôi. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải tính diện tích của các mặt. Rồi chúng ta cộng lại nha. Bây giờ ở đây á, chúng ta muốn tính các mặt thì hình thang đúng không? Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái đường phụ, đó chính là bây giờ hai đáy chúng ta A B C D. Hai cái đáy này bằng nhau chưa? Bằng nhau. Diện tích hình thang biết rồi. Đây đường cao quá đâu này, đây nhỏ đây lớn có chưa? Có. Tính được không? Được. Em hiểu không? Và hai cái đấy nó này là như nhau, nghĩa là diện tích của cái đấy ABCD sẽ bằng diện tích của A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Bây giờ đấy nhỏ chúng ta cộng đấy lớn nhân đường cao chia hai nhé nữa em. Ở đây cụ thể chúng ta là ở đây là AD là đấy lớn cộng BC đấy nhỏ và đường cao nó cũng chính là AB tại vì đây chính là hình thang vuông mà chia hai. Như vậy đây chính là 2A, A cộng 2A nhân đường cao chúng ta là A chia cho 2. Như vậy đây là 3A, 3A nhân cho A bình, A là A bình phương chia 2. Rồi, hai đấy đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính các cái mặt, các cái mặt của nó, các mặt bên nè. Đó, để tính các mặt bên thì chúng ta từ C đây nha. Chúng ta sẽ từ C chúng ta sẽ gọi, chúng ta gọi trung điểm Y ở đây của AD. Y trung điểm AD thì thằng này AY bằng A, thằng ID này bằng A. Chúng ta sẽ nối CY. Ta sẽ nối CY. Được chưa? Chúng ta nối CY lại. Thằng này A, thằng này A thì thằng CY này cũng là A. Chứng tỏ CD này người ta tính được không? Được. Cái anh CD ID thì nó là này, Y là trung điểm của AD mà AD bằng 2A thì chứng tỏ AY và bằng ID là một cái bằng A. Cái CY này, cái CY này chính là bằng thằng AB này luôn. Ở đây A thì thằng này cũng A thì chứng tỏ ở đây A, ở đây A thì chúng ta sẽ tính ra được CD này. CD này cái chỗ này vuông tại Y thì CD này sẽ bằng là A căn 2 cộng 2. Chúng ta sử dụng cái Pythagore là ra. Em hiểu không? Như vậy khi đó chúng ta sẽ tính ra được cái diện tích của tứ giác A. Cái mặt này tính được chứ? Hình chữ nhật tính được. Ở đây là lấy 2A nhân A này. Cái mặt đằng trước em tính được lấy 2A nhân A. Có đúng không? Cái mặt đằng sau chúng ta tính được chứ? Được. Hiểu không? Và cái mặt này tính được chứ? Được. Ở đây có 2A A rồi thì thằng này hồi nãy là mình người ta cho đây là 2A. Cứ diện tích hình chữ nhật là tính được hết. Trời, cạnh CD người ta tính ra nãy.
hiểu không? Như vậy thì ở đây là giờ này, cái mặt này là coi thường cái mặt phía bên đây, đây chính là 2a nhân a thì bằng đây là 2a bình này. Cái thằng này cái mặt này cũng chính là bằng 2a bình này. Cái mặt phía đằng sau là bằng 4a bình này, tại vì 2a nhân 2a này thì bằng đây 4a bình này. Còn mặt này là bằng 2a nhân cho a đây thì bằng ở đây là 2a bình căn 2 của 2. Cái mặt phía bên đây này C'D'D á. Đúng em. Sau đó chúng ta lấy thằng này nhân 2 lên. Đúng không? Thằng này nhân 2, sau đó chúng ta cộng cho bốn mặt là ra. Rồi coi thế nào. Tổng diện tích ở đây sẽ bằng cái đây là 2a bình này. Cộng đây 2a bình là hai cái mặt nhỏ hai bên đây này, phía đằng sau này là cộng ở đây là 4a bình này. Cộng ở đây là 2a bình căn 2 của 2 này. Và cộng ở đây của hai mặt, thằng này nhân hai thằng này bằng nhau, bằng ở đây nhân 2 nữa thì thằng này chỉ ra được là 3a bình thôi. Như vậy S ta là bằng 2 11 a bình cộng 2a bình căn 2 của 2. Đặt a bình thì bên trong còn lại là 11 cộng 2 căn 2 của 2. Đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng chúng ta diện tích tổng của các mặt ta cộng lại này, đây. Cái này là diện tích của hai mặt đáy này em nha. Diện tích hai mặt đáy, một mặt của chúng ta là như này. Thì hai mặt chúng ta nhân 2 ở đây. Nhân 2 ở đây thì ra được là 3a bình là tổng diện tích của hai thằng đó. Đó. Còn không ấy, các em thích vậy thì các em ghi là 3a bình phương trên 2 cộng 3a bình phương trên 2 thì nó cũng ra như vậy thôi. Hiểu chưa? Đây cái hình vẽ này các em. Rồi, ở đây bài giải chi tiết cho các em. Chứ tại đưa cái hình này ra chứ cái hình hồi nãy thầy quần quằn táo trong đó ghê quá. Cái này thì chúng ta nhớ này là cái tam giác ở đây là áp dụng Pythagore trong tam giác ABC vuông tại B nha, ghi rõ ra. Còn ở đây là cái tam giác ACC phải vuông tại C các em nha. Thì Pythagore chứ không biết vuông tại đâu để mà xác định được cạnh huyền. Được chưa? Rồi, tiếp tục ở câu B này. Đó, diện tích của hai này là bằng chính thằng này. Gọi y là trung điểm AD. Sau đó chúng ta sẽ tính toán và tính cái diện tích của các mặt, bốn mặt bên lần lượt này. Sau đó chúng ta sẽ tổng diện tích thằng trụ, chúng ta lấy 6 mặt để chúng ta cộng lại. Đây là số 2 nhé. Ta thế vô là ra thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo em nha, bài số 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 4 em nha, ở cái bài số 4. Cho cái hình hộp. Chờ xíu em, cho thầy có tí việc. Rồi, ok. Cho thầy có việc em, có điện thoại. Cho hình hộp đứng ABCD, A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy có hình, có đáy, đây là hình thoi. Hình thoi nghĩa là bốn cạnh của nó sẽ bằng nhau. Tại vì cái về khái niệm hình thoi và tính chất hình thoi thì nó có gì chúng ta biết rồi. Hai đường chéo của nó sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường. Cho biết AB bằng BD bằng A, A phẩy C là bằng 2A. Ở đây người ta yêu cầu em tính độ dài đoạn thẳng A phẩy và tính tổng diện tích của các mặt của hình hộp. Thì cái này nó rất là dễ. Tại vì sao nè? Tại vì ở đây cái việc mà tính tổng diện tích của các mặt hình hộp thì chúng ta làm gần như ở cái bài số 3 ấy. Ở trong đây nó gồm có 6 mặt thì hai cái mặt đáy của nó là bằng nhau. Chúng ta tính một mặt nhân 2, cái hiểu không? Ta tính một mặt đáy nhân 2, sau đó chúng ta sẽ tính bốn cái mặt bên và chúng ta lấy mặt đó chúng ta cộng lại là xong tổng mà. Thì bây giờ này, cái hình hộp đáy hình thoi thì chúng ta vẫn vẽ nó là hình bình thành thôi. Dù vẽ mô phỏng nhanh thì nói về hình hộp thì chúng ta đã biết rồi đúng không? Đây, cứ vẽ thẳng cái cạnh này là cạnh
nét đức đúng không? Đấy. Rồi, ok. Ở chỗ đây thì chúng ta bị đến đây. Đó, là gái đấy. Vâng, thì đây thầy đã chuẩn bị sẵn cho em này. Tại vì nộp này dễ, cực kỳ dễ em. Ở đây chúng ta có, ở đây là AB. AB đây chúng ta là bằng A này. BD, BD của chúng ta là bằng bằng A. BD thì bằng A ở đây. Rồi chúng ta sẽ nối BD lại. Đó. Và ở đây là A, A phẩy C. A phẩy C đây là bằng 2A. Người ta yêu cầu các em tính tính cái đoạn ở đây đó chính là A phẩy là chỗ này. Đúng không? Ok chưa? Như vậy thì chúng ta có này. Để tính cái đoạn AA phẩy thì em nhìn nhìn thấy trong tam giác AA phẩy C. Trong tam giác AA phẩy C ở đây đã có A phẩy C rồi. Mà tam giác này là tam giác vuông tại đâu? Chắc chắn là tam giác này sẽ vuông tại A. Như vậy cạnh hiền có rồi. Để ở đây chúng ta tính A phẩy thì nếu như cái bài này, cái câu này mà chúng ta tính ra được AC, là ở đây chúng ta tính ra được AC nữa thì chúng ta sẽ tính ra được AA phẩy. Như vậy nhiệm vụ bây giờ chúng ta đi tính AC. Được không? Như vậy cái tam giác, cái tam giác hình thoi thì ở đây là cạnh A. Ở đây cạnh A thì chứng tỏ ở đây AD này cũng cạnh A và CD này cũng cạnh A và BC này cũng sẽ cạnh A, tại vì nó là hình thoi. Em hiểu không? Tại vì nó là hình thoi. Như vậy thì ở đây chúng ta có là gì? Cái tam giác ABD có AB bằng AD. Đặc biệt ở đây BD ở đây này, em thấy không? Thấy BD ở đây không? Ở đây cạnh BD cũng bằng A thì chứng tỏ cái tam giác ABD này là tam giác gì? Tam giác đều. Cái tam giác ABD là tam giác đều ha. ABD đều. Tại vì ba cạnh của nó AB bằng AD và bằng BD đều là bằng A hết. Mà nó là tam giác đều thì cái góc của chúng ta, mỗi góc của tam giác đều là bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng là 60 độ. Nghĩa là cái góc này, cái góc A ở đây, hoặc là góc B ở đây, hoặc là góc D ở đây đều bằng 60 độ. Nhưng mà cái góc này là bằng 60 độ, tại vì nó là tam giác đều. Em hiểu không? Chúng ta có góc A ở đây, BAD ở đây là bằng gì? Bằng 60 độ. Nên từ đó chúng ta có tính ra được cái góc này này. Chúng ta có tính ra được cái góc này các em. Được không? Được. Tại vì góc này và góc này là hai góc gì? Hai góc trong cùng phía, mà hai góc trong cùng phía thì bù nhau. Thằng này 60 độ. Thằng này 60 độ thì chứng tỏ cái góc này sẽ bằng 120 độ. Đúng không? Góc này bằng 120 độ. Như vậy thì chúng ta có cái góc này rồi. Chúng ta áp dụng dùng thầy cái định lý cosin là ra. Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC. Chúng ta có hai cạnh AB và BC rồi, có góc này chúng ta sẽ tính ra được cạnh đối này AC này. AC thì ở đây chúng ta có này cái góc, chúng ta định lý theo định lý cosin, chúng ta có cos của góc B ở đây. Sẽ bằng là gì? Hai cạnh kề là bình phương, là AB bình phương cộng BC bình phương trừ đây cạnh đối nó là AC bình phương chia cho 2 nhân cho AB và nhân cho BC. Từ đây chúng ta sẽ tính ra được cạnh AC ở đây. Em hiểu không? Như vậy thì AC chúng ta sẽ tính được. Có AC mà trong cái tam giác A'AC, cạnh AC ở đây, cụ thể ở đây chúng ta thế cho chúng ta sẽ tính bằng A căn 2 của 3 em nha. Khi đó chúng ta sẽ tính ra được A phải theo định lý Pythagore. Như vậy thì vuông tại A thì thằng này là cạnh huyền, thì chứng tỏ ở đây chúng ta có là A phẩy bình phương sẽ bằng là A phẩy C bình phương trừ ở đây cho AC bình phương. Khi đó chúng ta thế số vô. Như vậy A phẩy sẽ bằng ở đây chúng ta có căn bậc 2 của thằng này trừ thằng này. Như vậy thì A phẩy C bình phương, A phẩy C thì bằng ở đây là 2A bình phương trừ ở đây cho A căn 2 của 3
bình phương ở đây. Hiểu chưa? Và cuối cùng ở đây chúng ta tính ra đây sẽ bằng là bằng A. Như vậy A phải chúng ta ở đây bằng A này. Thì A phải đây bằng A thì chứng tỏ BB phải này cũng bằng A, CC phải này cũng bằng A và DD phải này cũng bằng A. Như vậy ở đây người ta yêu cầu các em tính tiếp là tổng diện tích của các mặt hình hộp. Đó. Thì bây giờ ví dụ như cái mặt ở dưới đây. Ở đây là hình thoi. Ở đây là hình thoi các em. Như vậy cái diện tích của hình thoi ABCD thì ở đây sẽ bằng là gì? Theo công thức tính diện tích hình thoi, không phải diện tích hình chữ nhật chúng ta lấy A nhân A bằng A bình phương là sai các em thôi. Các cái mặt này thì được. Các mặt này đó chính là hình chữ nhật, nhưng mà ở đây là đấy là hình thoi này. Thì cái diện tích của ABC CD sẽ bằng chúng ta có AB nhân gì? Nhân cho AC. Đây AB nhân AC và nhân cho gì? Sin của góc. Góc gì? Góc BAC. BAC. Sau đó chúng ta thế số vô là ra. Và diện tích thằng này thì bằng diện tích mặt đấy ở đây là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy luôn. Được không? Còn diện tích của các mặt này thì cực kỳ dễ thôi. Ví dụ diện tích của cái mặt này, cái mặt phía trước này đi, B, C, C phẩy, B phẩy thì nó chính là bằng A nhân A là bằng A bình phương. Như vậy đây nó có bốn mặt bên thì lấy 4 nhân cho A bình phương này là ra. Như vậy tổng diện tích của nó S của nó có phải là 4A bình phương, tại vì một mặt bên là bằng A bình phương thì bốn mặt thì nó sẽ là 4A bình phương. Còn cái thằng này sau khi chúng ta thế vô chúng ta sẽ tính ra được nó chính là A bình phương căn 2 của 3/2. Mà ở đây nó hai mặt nên chỗ đây chúng ta nhân 2 thì chứng tỏ nó ra được ở đây là A bình phương căn 2 của 3. Chứng tỏ ở đây chúng ta ra được A bình phương căn 2 của 3. Như vậy chúng ta đặt A bình phương này chung thì kết quả đây sẽ bằng 4 cộng căn 2 của 3 ở đây. Xong. Diện tích của các mặt em là bằng A bình nhân cho 4 cộng căn 2 của 3. Dễ các em, không có gì khó cả. Ok chưa? Nhớ này, diện tích một mặt ở đây là bằng A bình phương thì bốn mặt bên của nó sẽ là bằng 4 nhân A bình phương. Ở đây chúng ta tính ra một mặt đấy là bằng A mũ 2 căn 2 của 3/2. Ở đây hai mặt nó bằng nhau nên ta sẽ nhân 2. Thì khi đó 2 với 2 này hết, nó còn lại là A bình phương căn 2 của 3 này, nên ta lấy máy này cộng lại ra. Được chưa? Rồi cái hình viện em. Để giải chi tiết này. Nên là thầy đã giảng xong xuôi hết rồi, thầy mới đưa cái hình, đưa cái bài giải chi tiết, chứ không phải đùng đùng cái rồi đưa ra cái em không hiểu nữa. Đây chỉ việc khi mà có công thức này rồi thì chúng ta việc thế số vô, người ta tính toán ra chỗ này là bằng 4A bình phương trừ đây chỗ 3A bình phương này, thì ra được A bình phương thì căn mặt 2 của A bình phương là bằng A đấy. Thì độ dài của A phải bằng A. Còn chỗ này nãy thầy nói là áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC, công thức hồi nãy ta đã viết rồi, từ đó chúng ta suy ra. Và công thức định lý cosin này chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi chứ không phải là chưa gặp, đúng không? Không bê game. Đây là diện tích của hai mặt đáy này. Đây là các mặt bên này, 1 2 3 4 mặt bên này, mặt nào nó cũng bằng A bình phương nên 4 mặt nhân 4 này. Còn thằng này hai mặt thì chỗ này chúng ta nhân 2 là ra được diện tích của tổng của hai mặt là bằng A bình phương căn 2 của 3. Chúng ta cộng lại là ra nha. Được rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái hai bài còn lại, đó chính là bài số 5 và bài số 6. Chúc em học tốt. Bye bye anh em nha. Ok.